Collagen là một loại protein quan trọng, được rất nhiều người quan tâm đến, đặc biệt là gái đẹp. Bởi vì càng lớn tuổi, quá trình hình thành collagen càng giảm sút khiến cho làn da bị lão hóa. Vì vậy, việc tìm hiểu sâu về hoạt chất và cách bổ sung collagen đúng cách vô cùng quan trọng. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến chủ đề này thì đừng bỏ qua nội dung sau đây nhé. Collagen là gì? Collagen là một loại protein dạng sợi, có cấu trúc phức tạp, được tạo ra bởi các tế bào gọi là fibrilla. Chất này chiếm khoảng 30% lượng protein trong cơ thể người và có mặt hầu hết ở da, xương, cơ, gân, dây chằng, mạch máu, giác mạc và răng. Nói cách khác, càng lớn tuổi, cơ thể càng khó có thể sản xuất đủ lượng collagen cần thiết. Điều này dẫn đến các dấu hiệu lão hóa như da nhăn nheo, xương yếu hay khớp đau. Cảm ơn. Bao nhiêu loại collagen? Theo các nghiên cứu, có ít nhất 16 loại collagen được phát hiện trong cơ thể người, nhưng có 5 loại phổ biến và chiếm tỷ lệ cao nhất. Loại 1, đây là loại collagen phổ biến nhất trong cơ thể người, chiếm khoảng 90% tổng lượng collagen. Loại 2, đây là loại collagen chủ yếu được tìm thấy trong sụn đàn hồi và đệm khớp. Collagen loại 2 có cấu trúc dạng sợi lỏng lẻo hơn so với loại 1, loại 3. Đây là loại collagen thường đi kèm với loại 1 trong các mô liên kết của cơ bắp. Loại 4, đây là loại collagen chủ yếu được tìm thấy trong các lớp da, đặc biệt là lớp da dưới bụng. Loại vi, đây là loại collagen chủ yếu được tìm thấy ở lớp vỏ ngoài cùng hai lớp biểu bì của tóc. Uống collagen có tốt không? Collagen là một loại protein quan trọng giúp tạo ra các mô liên kết, đàn hồi và khỏe mạnh cho da, xương, khớp, răng và móng tay. Tuy nhiên, với sự lão hóa và các tác nhân bên ngoài như ánh nắng mặt trời, stress, khói bụi, chất gây nhiễm, cơ thể sẽ cần thiếu hụt collagen. Việc bổ sung collagen là việc làm thiết thực giúp tái tạo lại collagen cho cơ thể. Nhưng liệu uống collagen có tốt không là câu hỏi mà rất nhiều độc giả quan tâm đến. Theo nhiều nghiên cứu, uống collagen có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da, sụn và xương. Đặc biệt, uống collagen được xem là rất hữu ích đối với những người bị loãng xương, sỏi thận, viêm khớp cũng như hay gặp các vấn đề về da như nếp nhăn và khô cằn. Nên bổ sung collagen khi nào? Những người có độ tuổi từ 30 trở lên, những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc